Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà chạy trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Chủ nhật thứ tư Phục sinh được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, hiến mạng sống cho đoàn chiên. Và khi dâng thánh lễ để làm lại cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, là lúc chúng ta sống niềm tin vào Chúa Giêsu mục tử rõ ràng nhất. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Ngày hôm nay cũng được gọi là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Cho nên cộng đoàn chúng ta hợp ý với giáo hội toàn cầu trong thánh lễ này để cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ và cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ mỗi ngày dấn thân vào đời sống linh mục tu sĩ nhiều hơn. Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ và thánh hóa tâm hồn của mình. Thưa anh chị em và các bạn, Chủ nhật hôm nay từ 31 năm nay đã được giáo hội công giáo chọn làm ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Thực sự thì tất cả chúng ta đều được Chúa kêu gọi hết. Trở thành Kitô hữu là một ơn gọi. Lấy vợ lấy chồng là một ơn gọi. Chẳng cứ gì đi tu thì mới là một ơn gọi. Thế nhưng danh từ ơn kêu gọi hay là ơn Thiên Triệu ở đây là có ý nhắm đặc biệt đến đời sống thánh hiến, đời sống của những người mà chúng ta thường bảo rằng họ tách ra khỏi thế gian để hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa. Và ngày hôm nay là ngày cầu nguyện đặc biệt cho họ. Thế nhưng như thế thì phải chăng bài tin mừng hôm nay không có liên hệ gì đến anh chị em và các bạn hết hay sao? Bởi vì 99,9% những người trong nhà thờ này có đi tu đâu. Hay là có đi tu thì cũng là tu dòng đôi đấy, chứ đâu có dòng đơn. Không có liên hệ gì đến các bạn hay sao? Tôi nghĩ là không phải thế. Và chính vì vậy mà tôi muốn mời các bạn để chúng ta trở lại với bài tin mừng, gợi ý suy nghĩ cho nhau trong thánh lễ này. Để suy nghĩ về bài tin mừng này thì trước hết là tôi xin anh chị em và các bạn để tâm đến hai nhận xét. Nhận xét thứ nhất là nhận xét về mặt lịch sử.
Khi các bạn đọc tin mừng theo Thánh Gioan, đừng quên một nét độc đáo của ông Thánh Gioan đó, là Ngài hay trình bày những bài giảng và những hành động, những dấu lạ của Chúa Giêsu trong khung cảnh của những ngày lễ tôn giáo Do Thái. Mình đừng quên cái nhận xét đó. Và vì thế mà mình phải đặt những bài giảng của Chúa Giêsu vào trong cái khung cảnh của những ngày lễ tôn giáo Do Thái để thấy được cái ý nghĩa của nó. Ở đây cũng vậy. Bài giảng ở trong Tin mừng Gioan chương 10 các bạn vừa mới nghe một đoạn đó, nó nằm ở trong khung cảnh là ngày lễ người Do Thái kỷ niệm việc tái cung hiến đền thánh Jerusalem. Tại sao lại tái cung hiến? Là vì vào thế kỷ thứ 2 trước Chúa Giêsu thì Antiochus Epiphanes xua quân chiếm đánh Ai Cập và đồng thời chiếm đánh Jerusalem. Và ông này là một tay độc tài vào hạng có tầm cỡ ở trong lịch sử. Thành thử ra khi ông ta chiếm đánh một đất nước thì ông ta không có chỉ áp đặt quyền bính chính trị và quân sự ở trên họ, mà ông ta lại còn muốn làm lật cả gốc văn hóa dân tộc. Và đối với người Do Thái thì cái văn hóa đó nó gắn liền với tôn giáo. Thành thử ra Antiochus Epiphanes ra lệnh cho những người Do Thái không được tiếp tục giữ luật Môi-se, tức là luật tôn giáo của họ nữa, mà phải giữ theo luật lệ của ông ta. Cho nên các bạn lúc bây giờ nếu đọc Thánh Kinh mới thấy xảy ra cái chuyện ông Eleazar đã già rồi mà bị người ta bắt ép phải ăn thịt heo. Thế mà ông ấy không chịu ăn thì cuối cùng ông ấy đành chết. Thế ngày hôm nay mà mình đọc thì mình không hiểu được. Cái gì chứ ép ăn thịt heo thì sướng quá đi. Làm gì mà phải đến nỗi chết. Nhưng mà nếu người Việt Nam của mình thích ăn thịt heo, hay nói theo kiểu người Bắc là thịt lợn, thì dân Do Thái nó lại coi thịt heo là một thứ dơ bẩn, ô uế, không hợp với Chúa. Cho nên vì cái tội đó mà đành phải chấp nhận chết. Và cũng ở chính ở trong hoàn cảnh lịch sử thời bấy giờ mà có cái câu chuyện rất hào hùng về 7 anh em chịu chết vì danh Chúa, mà lại thêm một bà mẹ rất kiên cường khuyên nhủ con cái. Nó là vào cái thời điểm này đây. Thế rồi đồng thời Antiochus Epiphanes ông ta tịch thu tất cả tài sản của đền thờ. Mà các bạn biết đấy, đối với người Do Thái thì cái tài sản của đền thờ nó không phải chỉ là chuyện vật chất kinh tế, mà tài sản của đền thờ là của Chúa. Cho nên tịch thu tài sản đền thờ có khác nào là tịch thu tài sản của Chúa, một sự xúc phạm. Và sự xúc phạm trầm trọng nhất là ông ta biến đền thánh Jerusalem trở thành một ngôi đền để thờ những thần ngoại giáo, quét Chúa ra khỏi đền thờ để dẫn các thần ngoại giáo vào trong. Chính vì thế mà những hành động của Antiochus đã xúc phạm đến dân tộc Do Thái rất dữ dội, và từ đó dấy lên cuộc nổi loạn của anh em nhà Maccabê, một cuộc nổi loạn kéo dài rất vất vả, gian nan. Nhưng mà cuối cùng thì họ giành được chiến thắng. Và khi họ giành được chiến thắng rồi thì họ tổ chức một ngày lễ gọi là tái cung hiến đền thờ. Bởi vì đền thờ đã ra ô uế rồi, cho nên bây giờ họ phải tái cung hiến lại để thực sự nó là nơi của Chúa, là nhà của Chúa. Và từ đó trở đi, mỗi một năm người ta dành hẳn một tuần lễ 8 ngày để mừng lễ tái cung hiến đền thánh Jerusalem. Thế vào thời của Chúa Giêsu, vào thời mà Ngài giảng cái bài giảng với mục tử này đây, thì chính là lúc người ta đang mừng lễ tái cung hiến đền thờ. Và khi tôi trở về với lịch sử như vậy thì các bạn thấy đó, rõ ràng cái ngày lễ này nó gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Và vào thời Chúa Giêsu, người ta mừng lễ tái cung hiến thì người ta không khỏi nghĩ đến một cuộc giải phóng dân tộc khác. Bởi vì lúc bây giờ dân Do Thái lại nằm dưới ách thống trị của đế quốc Roma, và đồng thời đã có nhiều phe nhóm nổi lên để giành lại độc lập dân tộc. Những anh Pharisêu chẳng hạn, đó là một thứ để chống lại đế quốc Roma đó. Khi mà họ chủ trương một đời sống đạo đức theo nghĩa là phải tách biệt ra những gì chống lại Chúa. Rồi có một nhóm gọi là Zealot, chúng ta dịch là nhiệt thành, tức là nhóm chủ trương dùng bạo động để giành lại độc lập dân tộc. Chính trong khung cảnh ấy mà Chúa Giêsu tuyên bố: ta là mục tử tốt lành. Ấy, phải đặt mình vào trong khung cảnh đấy thì mình mới hiểu được lời tuyên xưng của Chúa Giêsu. Chứ còn bình thường thì mình sẽ thấy là lời tuyên xưng đó hiền hòa lắm, giống như hình người ta vẽ. Chúa Giêsu rất là đẹp trai, chống cây gậy, đằng sau có một đàn chiên đi theo thế này, hiền hòa quá. Không hiền hòa như vậy đâu. Ta là mục tử tốt lành trong một cái khung cảnh ngày lễ kỷ niệm việc giải phóng dân tộc. Có nghĩa là Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là người duy nhất đem lại cuộc giải phóng đích thực và toàn diện cho anh chị em. Và có nhà chú giải bảo rằng ở trong bài giảng này, nếu Chúa Giêsu nói đến những kẻ chăn thuê và những tên trộm cướp, ấy là Ngài có ý nói đến những phe nhóm khác cũng hô hào giải phóng dân tộc, nhưng thực sự nó chỉ là kẻ chăn thuê và là tên trộm cướp. Còn Ngài mới là mục tử tốt lành đích thực. Nhận xét đầu tiên là nhận xét về mặt lịch sử. Nhận xét thứ hai mà tôi muốn anh chị em và các bạn quan tâm là nhận xét về mặt thần học. Thường chúng ta vẫn gọi Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục và cả các Linh Mục nữa là mục tử. Ở bên Tin Lành cũng vậy, mục sư. Hay vì mục tử thì mục sư. Nhưng mà trong ngôn ngữ Âu Châu thì cũng vẫn là pastor thôi. Thì cũng tốt thôi. Thế nhưng mà có thực sự các ngài là mục tử cho trọn nghĩa không? Không phải thế. Mình phải hiểu cho đúng. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng dám tuyên xưng ta là mục tử tốt lành. Thế bây giờ các bạn phân tích cái câu đó coi. Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, mục tử là một danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Và bởi vì Thiên Chúa vô hình, cho nên Thiên Chúa ban quyền cho các vua trần gian, cụ thể là vua của dân Do Thái, để họ chăm sóc dân, thì nhà vua cũng được gọi là mục tử. Nhưng mà chức năng mục tử của nhà vua là múc lấy từ Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu xưng là ta là mục tử, thì Ngài bộc lộ cái quyền năng Thiên Chúa của Ngài, mục tử duy nhất. Rồi cái câu ta là cũng vậy. Cái này nó hơi chuyên môn một chút. Các bạn đọc Tin Mừng Gioan này, cứ nghe Chúa Giêsu xưng ta là nhiều lắm. Ta là mục tử, ta là ánh sáng, ta là sự sống, ta là bánh bởi trời. Nhiều ta là lắm. Mình phải trở về với Thánh Kinh để mình thấy. Ngày xưa ông Môi-se, ông ấy gặp Chúa trong bụi gai bốc cháy. Chúa sai ông ấy đi giải phóng dân Israel. Thì ông ấy hỏi Chúa rằng: thế tên Chúa là gì? Để về người ta có hỏi tôi còn biết ăn nói, chứ còn nếu không chả biết Chúa là ai. Thì Chúa trả lời: tên của Ngài là thế này, ta là đấng ta là. Nói như không vậy, mà là Giave đấy. Chúng ta vẫn quen đọc là Giave, Jehovah. Ta là đấng ta là. Tên của Chúa nó mầu nhiệm.
Nhưng mà nó có cái chữ ta là ở đấy để các bạn thấy đó. Ta là, đó là tên gọi, là danh xưng của Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu tự xưng ta là mục tử, thì Ngài bộc lộ cái tính Thiên Chúa ở nơi Ngài. Chính vì vậy, chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô là mục tử mà thôi, mục tử duy nhất. Còn từ Đức Giáo Hoàng cho đến các giám mục, cho đến các linh mục đi nữa, thì chúng ta chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Chứ không ai dám tự xưng ta là mục tử. Và không phải chỉ có các giám mục hay là Đức Giáo Hoàng thì mới là mục tử, mà một cách nào đó thì tất cả các bạn ở đây, khi mình đã lãnh nhận bí tích thánh thể, là mình đã được mời gọi chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Cho nên tất cả các bạn và tôi ở đây, chúng mình vừa là con chiên của mục tử Giêsu, và đồng thời chúng mình lại là mục tử cho nhau. Hai nhận xét về mặt lịch sử, về mặt thần học đó, tôi gợi ý với anh chị em, để rồi từ đó chúng ta có thể suy nghĩ với nhau một chút về cuộc sống. Cái suy nghĩ trước hết mà tôi thấy là nếu thực sự chúng mình chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu, thì cuộc sống dứt khoát phải là một cuộc sống có trách nhiệm. Bởi vì nếu mà mình nói là mình là mục tử cho nhau, thì đương nhiên hàm ý nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác chứ. Mục tử mà, đến nỗi mà thí mạng sống vì đàn chiên cơ mà. Cho nên một thái độ sống cá nhân chủ nghĩa, bàng quan hờ hững với những khổ đau của người khác, chắc chắn cái thái độ sống ấy nó xa lạ với Kitô giáo lắm. Còn thái độ sống của Kitô giáo là một thái độ sống lãnh lấy trách nhiệm đối với người khác. Vậy mà trong cụ thể, nhiều khi chúng mình quên cái đó. Một chay vừa rồi, tôi có đi giảng ở một nhà thờ nhỏ xa, trong một khu xóm lao động. Tôi chứng kiến cái cảnh là nhà nhà san sát nhau, mà nhà nào cũng có một cái cassette và mở hết cỡ, hết volume. Nhà này mở xong, nhà bên cạnh mở phải mở to hơn cơ, nhà khác lại mở to hơn nữa cơ. Ông linh mục ở đó, ông ấy nói với tôi là cứ thế đến 1 giờ đêm cũng vẫn còn, vẫn karaoke vui vẻ vậy. Những cái nó rất nhỏ nhỏ các bạn ạ, nhưng mà nó chứng tỏ là ở trong cuộc sống của chúng mình, nó không có ý thức trách nhiệm về người khác. Thành thử ra tôi cứ nhớ cái thời ở tiểu chủng viện, khi mà cả cái nhà ngủ, ngủ 100 em thế này, mà các cha các thầy ở trong chủng viện đó, họ tập cho làm sao nếu ban đêm thức dậy mà có đi đâu đó thì phải đi nhón gót từng bước một, bởi vì có 99 người bạn mình đang ngủ. Tập những cái nhỏ nhỏ như vậy là để tập sống một ý thức trách nhiệm với người khác, đang khi đó mình hay quên. Và nếu trong quan hệ giữa con người với con người nói chung mà cần có một ý thức trách nhiệm như thế, thì huống gì là trong quan hệ tình yêu và gia đình. Yêu sẽ trở thành một quyết tâm để lĩnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và về người bạn đời của mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu như vậy thì sẽ không thể có cái cảnh một ngày nào đó cô ấy báo tin rằng em đã có thai, thế là anh ấy cao bay xa chạy ấy, thế mà cái cảnh ấy nó cũng diễn ra khá khá đấy. Nếu có một ý thức trách nhiệm thì chắc sẽ không có cái cảnh mà lúc người bạn đời của mình xa cơ thất thế thì mình tìm cách tháo đuôi
ấy thế mà cũng xảy ra khá nhiều đấy. Thành thử ra mình cứ suy nghĩ cái tiếng gọi của Chúa Giêsu mục tử để thấy là mình được chia sẻ chức năng mục tử của Ngài, thì mình đã thấy là cuộc sống này nó đòi hỏi mình phải dám lĩnh trách nhiệm, mà cụ thể nhất là trong quan hệ tình yêu, quan hệ gia đình. Nhưng mà có trách nhiệm với nhau là để dẫn nhau đi đâu? Tôi đã từng chứng kiến những người nhân danh ý thức trách nhiệm mà thực sự chỉ là một thái độ hiếu kỳ, tò mò, bới móc cuộc sống của người chung quanh, chứ không phải một ý thức trách nhiệm thật. Một ý thức trách nhiệm thật trong chức năng mục tử của Chúa Giêsu đó là mình giúp nhau để đi trên con đường Giêsu, bởi vì mình tin rằng đó là cái con đường dẫn mình đến sự sống và hạnh phúc thực. Nói theo ngôn ngữ của Chúa Giêsu thì thời của Ngài và thời hôm nay vẫn luôn luôn có những kẻ chăn thuê và những tên trộm cướp. Sự khác biệt giữa kẻ chăn thuê, những tên trộm cướp và người mục tử chân chính là ở chỗ này. Những kẻ chăn thuê và những tên trộm cướp, nó chỉ nhắm đến quyền lợi bản thân của nó, chứ nó không nhắm đến sự sống của đoàn chiên. Và vì thế, nó sẵn sàng bỏ đàn chiên ở lại cho sói dữ ăn thịt. Nó sẵn sàng tước đoạt sự sống của đoàn chiên để nó được phủ phê. Còn người mục tử đích thực là người mục tử dám hiến mạng sống mình cho đoàn chiên được sống. Ngày hôm nay cũng vậy thôi. Vẫn luôn luôn có những con người, vẫn luôn luôn có những phong trào, vẫn luôn luôn có những hệ tư tưởng hô hào giải phóng và hứa hẹn hạnh phúc sự sống cho con người. Nhưng mà có khi ẩn ở bên trong lại chỉ là tính cách của kẻ chăn thuê và những tên trộm cướp, khi mà nó chỉ nhắm vào quyền lợi của bản thân, của gia đình, của phe nhóm, của tập thể nó, chứ không phải là của nhân dân. Vẫn có thôi. Và vì thế mình có đức tin Kitô giáo, có nghĩa là mình dám tin rằng Chúa Giêsu là mục tử thực sự, và Ngài là đấng mà dẫn mình đến sự sống hạnh phúc thực sự. Cho nên sống cái ý thức trách nhiệm mục tử có nghĩa là giúp nhau đi trên con đường Giêsu ấy. Thưa anh chị em và các bạn, tôi không dám làm mất thì giờ nhiều hơn, nhưng mà lời Chúa hôm nay như thế đó, vừa mời gọi mỗi một người chúng ta suy nghĩ lại về cuộc sống của mình là một cuộc sống dám lãnh trách nhiệm với nhau, cụ thể nhất trong sinh hoạt gia đình, và đồng thời lãnh trách nhiệm với nhau là để giúp nhau đi trên con đường của niềm tin vào chính Chúa Giêsu là mục tử duy nhất và là đấng hiến mạng sống cho đoàn chiên.